chửi nhau không? Em thấy các chị kỳ vui không là giúp Indonesia là hay quá em. Không phải tự nhiên là buồn nôn quá. Cái về này là kỷ niệm để cái mỗi tuần là nó chuyên thêm chữ S vào đằng sau, chuyên thêm có mét vào đằng sau. Được, anh nói, anh hay, anh nhớ cái đời tôi nói không? Ai, ai nói? Mình anh. Anh không nhớ được. Nhóm mình nhiều ý lắm, phải 4 người. Bây giờ mình chưa chia được. Nếu mà tớ lên thì nguyên nhân gây ra đánh nhau cái nào nặng nhất phải nhiều đấy. Có gì để tớ điều phối cho tớ hỏi người này bảo người này trình bày cái kia tớ đẩy ai lên hai bạn này What the?